tiệc mời, đi dự tiệc cưới trong đời. Đừng chọn ngồi cổ nhất, hòng có nhân vật trọng hơn. Nhưng khi ai được mời, nên chọn ngồi vào chỗ cuối. Để khi chú tới mời, thì mới vinh dự ngồi trên. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh dấn thân phục vụ quên mình. Vì rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn phần ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khi anh em làm tiệc, thôi đừng mời những ai giàu, để họ mời lại sau, trả lễ qua lại vì nhau. Nhưng khi ai làm tiệc, nên mời người nghèo khốn khó. Chẳng có gì đáp đền, tạo phúc lâu bền ngày sau. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh dấn thân phục vụ quên mình. Vì rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn phần ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khi ăn vui mạnh giàu, con phải tự sống khiêm hà, thì mọi người yêu hơn kẻ sống vung bạc tiền ra. Khi đang mang quyền hành, con càng phải tự khiêm tốn, thì mới được Chúa Trời nhìn tới vui lòng nhiều hơn. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh dấn thân phục vụ quên mình. Vì rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn phần ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh dấn thân phục vụ quên mình. Vì rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn phần ai hạ mình xuống.